Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream hôm. Chúng ta cùng đến với trận đấu bán kết đôi nam nâng cao của giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Phía gần màn hình là cặp đôi Lê Văn Tú và Vũ Lâm. Phía xa màn hình là cặp đôi Hồng Nam và Trọng Nghĩa. Không phải là một phần tấn công.
Oh!